Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh sửa Tom Vinh Quát của mình. À, phim này thì mình xin phép được lên giao lưu với anh em là gồm à, 10 chiếc đồng hồ à, cơ cổ, trong đó là có một chiếc à, sang cô à, để bàn à, từ đời thì à, tống rồi á. À, những nào mà chưa đăng ký kênh của mình thì anh em hãy vui lòng ấn vào nút đăng ký màu đỏ và ấn vào nút rung chuông để có thể nhận được những clip mới nhất từ sản phẩm bên mình. À, trước tiên là mã số 1 à, Xin phép bên giao lưu với anh em à, Chiếc này có sai mặt là 34 à, 34mm à, Chiếc này là một chiếc Senko, uh, Sanko Matic P Đai sốc 33 g à, Mặt đeo màu trắng sữa chảy tia à, Kim cọc trắng nồi khối à, Chiếc này ở trong tình trạng là uh, zin nguyên bản uh, cả dây khóa luôn à, Trong tình trạng là uh, Chưa hề qua spy đánh bóng rồi hết Cực kỳ là đẹp chiếc à, này chạy ba kim hai lịch à, lịch uh, ngày của nó uh, lịch thứ lịch ngày của nó là lịch bấm anh em sẽ bấm ở vị trí này đó là lịch nó sẽ nhảy rất là nhẹ còn lịch thứ của nó là chỉnh uh, 92 Dây của nó là dây uh, hạt thóc hạt thóc hạt gạo đấy. À, dây khóa zin à, dây quá zin senko đúng đời luôn chiếc à, này là một chiếc uh, máy cơ automatic anh em nhé à, mã số một À, mã, số 1 này mình xin phép ra lưu anh em với giá là 2,5 triệu à, tiếp theo là mã số 2 à, mã số 2 này là một chiếc Citizen Automatic 17 jewel chiếc này cũng ở trong tình trạng là di nguyên bản cả dây khóa luôn nắp đáy của nó rất là đẹp à, chiếc này là một chiếc Citizen Form à, là một chiếc máy cơ automatic một lịch ba à, kim À, mặt số của nó là mặt số trắng chảy tia à, phía này mình à, sẽ không à, nói nhiều mình sẽ lên à, sơ qua và nói qua thông số để anh em à, biết còn những em nào quan tâm về chiếc nào thì hãy liên hệ với mình à, theo số điện thoại hoặc nhắn tin trong Zalo để mình có thể gửi được ảnh chi tiết cũng như là ảnh máy video nếu như anh em có nhu cầu với mỗi chiếc đồng hồ mà anh em muốn mua Rồi, chiếc mã số 2 này mình à, để mình đo sai cái đã chiếc mã số 2 này có sai mặt là 36 mm. Mình xin phép giao lưu anh em với giá là 1,5 triệu. Zin nguyên bản luôn, hết cả dây khóa. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 này cũng là một chiếc Citizen 7 uh, Star V2 21 trên kính. À uh, chiếc này thì nó cũng ở trong cái tình trạng là zin nguyên bản luôn, dây của nó cũng là dây uh, mi hạt gạo. Uh, khóa của nó là khóa zin anh em nhé đây chữ CZ nó khắc diện ở trong khớp khóa đấy à, dây khóa zin hết chiếc à, này cũng ở trong cái tình trạng là zin nguyên bản chưa hề qua SPY, đánh bóng gì hết dây à, chiếc này anh em có thể thấy là độ mới của nó còn rất là cao vỏ của nó là đường phay sớ của nó là còn à, à, rất là sắc luôn À, chiếc này kính của nó nó là kính đá. À, tuy nhiên là cái kính của nó là à, có những vết sức răm ở trên bề mặt kính và có một chút uh, vết cấn nhỏ ở trên kính này. À, anh em nào mua chiếc này về thì chỉ việc uh, mang ra tiệm để cho thợ nó đánh qua cái kính cái này chiếc này đẹp như mới luôn anh em nhé. À, kính của nó đều là kính zin núm zin hết ạ, dây quá nguyên zin à, mà mặt đều của chiếc này rất là đẹp hôm qua mình đã tháo ra mình kiểm tra rồi à, nó chỉ bị ở à, cái ở trên cái bề mặt kính của nó là có những vết sức răm này cho nên là nhìn nó hơi cũ cái cái, cái, cái mặt kính một chút xíu thôi à, cho trước này mình à, để rẻ giao lưu anh em với giá là 1 triệu 450 nghìn mã số 3 à, size mặt của chiếc này rất là to đấy 38 ml cơ à, mã số 3 size 38 à, giá là 1 triệu 450 nghìn À, tiếp theo là mã số 4. À, mã số 4 này là một chiếc cô uh, 5 DX27 Jewel. À, mặt trắng trẻ tia, à niềng của nó là niềng khía luôn. À, chiếc này cũng ở trong tình trạng là zin nguyên bản, à, chưa hề qua spray đánh bóng gì hết. À, kính zin núm zin. À, lịch của nó là lịch uh, lịch bấm này ạ. lịch bấm. À, lịch ngày của nó là lịch bấm, còn lịch thứ của nó là chỉnh 92 giờ. À, tất cả những chiếc này thì nó đều hoạt động chuẩn chỉ hết anh em nhé. À, chiếc này thì nó có cái xe mặt là 36,5mm, gần 37mm ạ. À, cái chiếc này thì dây của nó là dây không phải là dây zin dây linh kiện thôi. Tuy nhiên là dây này của nó là dây đắt tiền anh em nhé, dây thép đúc đấy. Cái chốt khóa của nó cực kỳ là đẹp luôn. Đây cái chốt khóa của nó Hai đầu khuy nó bấm vào như thế này Rất là đẹp Máy móc và mặt đeo của nó cũng cực kỳ là đẹp luôn à, chiếc này có xe mặt là Mã số 4 có xe mặt là 365 năm mm Trước à, này mình xin phép Giao lưu anh em với giá là 2,2 triệu triệu à, Tiếp theo là mã số 5 à, Mã số 5 này là Một chiếc Citizen Automatic à, Một dòng à, báo đen Leopard À, dòng máy dao động cao 28.800 à, anh em có thể thấy cái vỏ của chiếc này trong tình trạng là nó gần như là mới tinh luôn đấy các đường phay sớ của nó còn nguyên si à, anh em thấy cái đường sớ của nó còn cực kỳ là sắc rất là đẹp luôn à, mặt đai ổ kim cọc của nó thì cực kỳ là đẹp luôn dĩa à, nguyên của máy dây của nó là dây khóa linh kiện thôi formu rùa à, kim cọc của nó là dạng kim cọc tăm À, lịch thứ và ngày ở vị trí góc 3 giờ lịch của nó cũng là lịch bấm lịch ngày của nó là lịch bấm còn lịch thứ của nó là chỉnh 92 à, dòng leo bắc này thì anh em đều đã biết rồi máy của nó là máy 2 bit 28.800 dao động à, kim của nó trôi anh em thấy là rất là êm à, trước này thì à, kính của nó là có một chút vết vết dạng ở cái rìa kính ở dưới chỗ phần góc 6 giờ từ 4 giờ đến góc 6 giờ này nó hơi dạng một chút thôi Chiếc này à, mình à, giao lưu Hợp lý với anh em à, Với giá là 2,6 triệu à, Nếu như tính của chiếc này mà Nó mà không bị dặn như thế này Thì chiếc này thì mình bán cũng rất là cao đấy Phải gần 4 triệu cả. À, Chiếc này có xe mặt là 36,5mm à, Mã số 5 Mình giao lưu với anh em với giá là 2,6 triệu Thực tế là đẹp luôn Forma này nó lên tay rất là đẹp anh em nhé Rất là cứng nhé mã số 5 giá là 2,6 triệu tiếp theo là mã số 6 à, mã số 6 chiếc này cũng di nguyên củ máy còn dây của nó dây khóa của nó là dây khóa linh kiện à, chiếc này là một chiếc Senko Automatic LM 23 Zwell à, kim và các cọc số của nó là màu trắng nổi khối bắt sáng rất là đẹp mặt đều là màu trắng sữa chảy tia à, lịch thứ và ngày à, lịch xe nhanh à, chiếc này thì nó ở trong cái tình trạng cũng là cận nót luôn anh em có thể thấy là các đường gem đường sớ của nó còn cực kỳ là bén này, chiếc này là một chiếc máy automatic anh em nhé à, đáy của nó là đáy đúc mà sau của nó còn rất là nét luôn à, riêng nguyên của máy chiếc này có xe mặt là 37 mm 30 36 chiếc này xe mặt của nó là 36 mm à, mã số 6 mình xin phép giao lưu anh em với giá là 1,8 triệu À, tiếp theo là mã số 7 Mã số 7, chiếc này là một chiếc uh, Senko Sportmatic 820 à, Dòng máy uh, sốc 17 à, Chiếc này thì cái mặt đều của nó là dạng uh, mặt đều hai lòng à, Kim và các cọc số là màu trắng nổi khối à, Một lịch ngày có lúc ở vị trí góc 3 giờ Dòng này của nó là dạng uh, núm ẩn Zin à, uh, nguyên của máy luôn à, Dây khóa của nó là dây khóa Zin của dòng uh, Senko 5 x dây cũng rất là dài à, nguyên uh, jean chưa hề qua spa đánh bóng gì hết anh em nhé à, những sản phẩm mình giới thiệu đến với anh em thì, uh, uh, phần lớn uh, 98% là những sản phẩm chưa hề qua spa hay đánh bóng gì hết à, cho nên là anh em có thể yên tâm về cái chất lượng của uh, những chiếc đồng hồ mà mình uh, giao lưu đến với anh em chiếc này có xe mặt là 36,8mm gần suýt soát là 37 à, Chiếc này mã số 7 mình xin phép giao lưu anh em với giá là 1,5 triệu à, Tiếp theo là mã số 8 Mã số 8 chiếc này cũng là một chiếc Senko Sportmatic Clean Date 820 À, chiếc này có độ chống nước khá là cao uh, Waterprot uh, đã sốc 17 à, uh, chiếc này anh em có thể thấy là cái kim cọc của nó là dạng uh, kim cọc uh, trụ uh, màu trắng uh, mặt đeo trắng trẻ tia trục tung hoành uh, một ô lịch uh, ngày ở vị trí góc 3 giờ núm ẩn uh, toàn bộ uh, vỏ của chiếc này cũng là nguyên zin chưa hề qua spy đánh bóng gì hết uh, dây của nó là dây uh, khóa linh kiện uh, dây uh, thép đúc đặc đeo rất là đẹp, lắp à, khá là hợp với cái mặt đồng hồ này. À chiếc này cũng là dạng mặt số hai lòng. À, size của chiếc này là size 36,5. À, mã số 8, mình xin phép giao lưu anh em với giá là 1,7 triệu. À chiếc này là máy vàng anh em nhé. À, những chiếc này đều là máy vàng hết. Máy cơ automatic à, tiếp theo là mã số 9 À, mã số 9 này là một chiếc đồng hồ Senko Đó là một cái dạng hộp à, giống như hộp à, phấn ấy. à, Cái đồng hồ này thì có từ rất lâu rồi Ngày xưa mình nhớ là ở nhà mình cũng có à, một chiếc nhỏ như thế này và một chiếc to à, Đây là hộp Zin của nó à, Chiếc này thì nó cũng là một chiếc máy cơ à, Cái vị trí này là vị trí cái nút này chỉnh nhanh chậm này Còn đây là vị trí này chỉnh giờ này Vị trí này là vị trí anh em nạp cót chuông và cót uh, cho cái đồng hồ nó hoạt động Còn cái núm này thì nó là núm anh em chỉnh cái kim uh, Kim uh, nhỏ này là vị trí chỉnh giờ báo thức Còn cái núm này thì khi anh em mà Đóng cái núm này lại thì nó sẽ không báo thức Còn khi anh em rút cái núm này ra Thì khi kim giờ nó chạy đến cái vị trí 3 giờ mà chúng ta hẹn báo thức này thì chuông báo thức nó sẽ đổ Sẽ kêu à, Nó kêu chuông kêu rất là vang À, cái phần sau của cái chiếc đồng hồ để bàn này nó còn rất là đẹp, zin à, nguyên bản. À, đây là cái mặt đeo hồ của nó là mặt đeo hồ cọc số học trò, mặt đeo hồ trắng, à, dạng hai à, ba kim có kim giờ, kim phút và kim báo thức à, của hãng Seiko sản xuất nguyên zin rất là đẹp. À, tiếp theo là mã số 10 À quên mất, lỗi anh em à, Chiếc mã số 9 này mình xin phép giao lưu anh em với giá là 1 triệu Tiếp theo là mã số 10 à, Mình để gọn cái này lại để bài trước này ra cho anh em xem à, Chiếc này cũng là một chiếc là sân cô Là một dòng máy chính hãng à, Của sân cô, nó có đầy đủ hộp sổ thẻ luôn à, Đây là cái hộp này, còn nó là hộp ngoài Nó không có gì cả để mình mở Đây là bên trong chiếc hộp của nó À, có đầy đủ hộp sổ luôn à, sổ thẻ của nó và phía dưới này còn có một cái uh, mắt thừa nữa dây mắt còn rất là dài à, đủ tay uh, 19 20 đeo cũng rất là vừa luôn mình để gọn cái hộp của nó ra đây <laughs> à, đây là chiếc uh, Senko chiếc à, này là một dòng một dòng máy đời mới chính hãng à, size của nó size rất là to luôn chiếc à, này thì nó có cái xe mặt là 42mm cơ mm, à, mặt đeo của nó là mặt đeo là màu đen tuyền, khi mà các cọc số là màu trắng nổi khối bắt sáng rất là mạnh luôn. chiếc à, này thì ở vị trí góc 9 giờ nó có một uh, ô lộ cơ, uh, lộ tim, ấy. Uh, uh, cái vòng uh, tóc của nó quay rất là đẹp, nguyên zin, chưa hề qua spray đánh bóng gì hết. À, sai mặt của chiếc này là 42 mươi hai, uh, sai đầu dây của nó là 22 mươi uh, kính zin, núm zin. À, tất cả đều là zin hết. À chiếc này thì nó chạy cái cỗ máy là máy cơ automatic có hỗ trợ lên cốt tay à, máy 4R38A. À, dòng à, máy Senko búa vàng à, một dòng máy à, tầm trung à, của Senko À chiếc này thì anh em đi mưa, đi tắm, à, đi bão thoải mái luôn, không vấn đề gì hết. Giấy rất là dài, còn một mắt tay 20 đeo vẫn rất là vừa. À, trước này mình uh, xin phép được giao lưu anh em với giá là 4,5 triệu kim trôi rất là êm luôn à, Trước này nó là dòng máy uh, cái gì kiểu senko tên mã của nó là xác cái gì ba uh, năm bao nhiêu đấy mình quên mất rồi ngày trước mình cũng có bán hai chiếc như thế này nhưng mà lâu lắm rồi phải đến uh, uh, hơn hai năm nay mình không bán đến những cái dòng này cho nên là mình cũng không nhớ được cái tên của nó nữa À, mã số 10 à, giá là 4,5 triệu. À, vừa rồi thì à, mình cũng có lên giới thiệu và giao lưu với anh em à, là gồm à, 10 chiếc đồng hồ à, cơ cổ và một chiếc đồng hồ à, chính hãng của Seiko. À thì à, giá của nó giao lưu rất là hợp lý. Anh em có nhu cầu với chiếc đồng hồ nào thì hãy liên hệ với mình theo số điện thoại 091230067. Đấy cũng là số Zalo của mình. Anh em hãy kết bạn với mình để có thể xem được những mẫu mã mới cũng như là hình ảnh chi tiết nếu như anh em có nhu cầu với chiếc đồng hồ mà mình muốn mua vâng xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại ở các clip sau